xà đang lấy xi măng và vừa rồi những cái chỗ thiếu xi măng các bác. Đấy, chỗ này là hơi dốc nên là nước xi măng cũng chảy xuống cái này. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo trên kênh của Cháo Lử. Đấy, tiến độ làm việc của 7 anh em sinh nhân ngày hôm nay thì khá là nhanh các bác. Ngày hôm nay thì bác Sò vẫn vắng mặt các bác. Bác Sò thì vẫn đang đi đám ma. Đến chiều tối thì bác Sò mới về các bác ạ. Bác chở vơi vơi thôi, chở nhiều này nó đổ đi hết đấy. Một xe rùa này khá là nặng đấy các bác ạ. Đấy, chỉ một thời gian nữa thôi bà con đây sẽ có được một tuyến đường đẹp luôn các bác ạ. Đấy, sau khi là hoàn thành cái tuyến đường này thì phải để công lớn nhất để thuộc về bà con trên Hấu Chua đây. Đấy, và tiếp theo chính là cái công rất là lớn của chú Thắng thì cũng đã kêu gọi để hỗ trợ cho bà con ở trên này để bà con có được một cái động lực và cái nguồn chi phí lớn để bà con tiếp thêm cái động lực để bà con làm đổ cái tuyến đường này các bác. Trên này vừa thì vẫn đang trộn ở trên này. Cát đây là hôm nọ mấy anh em phải chở từ trên đỉnh dốc trên kia xuống các bác. Cái khu vực này là do đất của Bảo Vi rồi nên là đá ở đây cũng thuộc về đất của Bảo Vi, cho nên là bà con sẽ phải sát, sau khi sát ở trên kia thì bà con mới dùng xe máy để chở xuống đây các bác ạ. Ngày hôm nay thì còn lại 6 anh em. Đấy, làm đường đây. Vừa rồi thì cũng có anh Xính cũng lên cặp cơm trước rồi các bác. Còn lại 5 anh em sẽ làm nốt để lát nữa thì
Sáu Lử cùng với Mê Linh sẽ lên nấu thức ăn cho cùng với lại anh em ở đây. Đấy, chỗ này thiếu xi này các bác. Hàng lại về, hàng lại về. Bác chờ tới lái lụa chưa các bác? Ui, cẩn thận, cẩn thận. Ôi. Công việc tiếp theo là của anh Vư. Em bó là cũng mới khỏi ốm nha các bác. Đây là người chắc là cũng vẫn còn hơi mệt nha các bác. Nhưng mà do là cũng đang thiếu người nên là em cũng cố gắng để đi làm các bác ạ. Con này thay của Simon 94 đó. À. Đấy. Ở trong đội với anh em đây thì anh Vương cũng là một người cũng rất là biết việc đấy các bác. Anh cũng rất ít nói thôi. Nhưng mà công việc gì anh cũng biết làm. Các bác ở đây đốt thuốc lào như đốt nương ấy các bác. Như một câu rất là hay của chú Thắng.
mùa này khách Tây đến đây rất là nhiều các bác. Mùa này đang mùa hè nên là chỉ có khách Tây thôi. Khách Việt thì cũng chọn đi biển. Con này đi chợ về các bác. Mình đi chợ về à? À đây một bể khơi lò. À? À. Mình đi chợ về à chị? Đi mua gạo à? À. Nhà mình ở trên tít trên làng kia. Gần nhà anh, gần nhà bác Sò đúng không? À. Vâng. Đấy, phải đi bộ từ trên đỉnh núi trên này để mua gạo đấy các bác. Bình thường bà con cũng hay đi đường tắt ở phía bên này các bác, nhưng mà đường bên kia thì nó dốc quá nên là bà con nó giờ mở con đường đẹp hơn đây rồi thì bà con sẽ chọn, tuy là xa hơn một chút nhưng mà nó đỡ trơn các bác, tránh những cái rủi ro không đáng có. Giờ cũng chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa các bác. Là cháu Lư sẽ lên trên lán để phụ anh Xính sẽ nấu cơm ở phía trên này. Để tí nữa mời anh em sẽ lên trên này để ăn cơm luôn các bác ạ. Đấy, hôm nọ bà con mấy anh em siêu nhân thì cũng chở bột đá xuống phía bên dưới này các bác. Ở dưới này thì không có bột đá. Đấy, đường bây giờ đi ngon nghẹ luôn các bác. Đấy, một bầu trời xanh mướt. Anh Xính đang rửa thịt ở trên này. À, anh Phó đang vo gạo các bác. Đấy, vo gạo xong thì em sẽ luộc thịt cùng anh. Mì tôm mình ăn hết chưa anh Xính? Vẫn còn đúng không? Để bà con trên này chỉ thích ăn mì tôm các bác. Đấy, hôm qua là anh ngủ đây anh Xính? Hôm qua anh Sàng. Hôm qua anh Sàng ngủ à? À, mỗi tối là sẽ có một bác sẽ ngủ ở đây đúng không? Tối hai người, tối một người à? Ừ. À, cái này là thay nhau luân phiên thôi đúng không? Thay nhau thôi. À, đấy chủ yếu là bà con tạo dựng cái lá này để trông xi các bác, trông đồ ở đây, lấy máy móc các thứ đây này để trông đồ thế này. Chỗ này tối có giọt vào đây không? Mưa có giọt không? Có đấy. Vẫn giọt một tí đúng không? Giọt hôm qua ấy xả lên lấy cái bà của chú Thắng mua về. Của chú Thắng mua treo lên đây à? Ờ, trên này ba lớp bạt nha các bác, ba lớp bạt nhưng mà vẫn mưa to thì vẫn thỉnh thoảng vẫn hơi dột một chút. Đấy, bà con nấu ăn đây các bác, ngủ ở đây luôn. Anh đã trông đây tối nào chưa? Dạ. Trông ở tối này lần nào chưa? Lán này này. Em trông anh dưới này anh trông. Sáu đêm rồi. Trong sáu đêm rồi cả. À. Đây thịt đấy các bác. Anh vào đây ngủ thế này thì ngủ mỗi lần là 3-4 đêm. 2-3 đêm thế này mới đi được rồi.
Thế anh ngủ đây, anh bảo vợ xuống ngủ cùng à? Hay là anh ngủ một mình? Ngủ một mình nhá. Ngủ một mình ở chỗ này cũng hơi... Có sợ ma không? Không à? Rủ các cháu, một cháu lớn lớn ra đây nhậu ăn lùa. Kiểu xuống nói chuyện cùng ấy. Ví dụ cháu chứ về đây mà. À cháu chứ xuống đây đúng không? Ừ. Đấy, hai chú cháu ở đây để thỉnh thoảng thì hai người thì ngủ cho nó đỡ ấy một chút các bác. Đây để em mang cái thịt này ra rửa luôn. Đấy. Anh rửa đống bát đấy à? À rửa đấy. Thế thì để em lên em rửa thịt xong anh em mình nấu cơm luôn. Nước bây giờ dùng thoải mái nhỉ? Đợt này thì nước mình lại thừa các bác. Bây giờ bà con ở trên này thì không còn sợ nước, thiếu nước rồi. Đến mùa mưa này nước thì thoải mái. Cơm đang nấu đây các bác nhá. Cơm sôi các bác đang... Thịt cũng vừa rửa xong đây. Đang đợi Mỹ Linh đi mua dầu rửa bát về. Tí nữa hai anh em sẽ rửa bát rồi đợi cơm chín để ăn cùng đợi nhà. Các bác đang đổ đường bên kia sẽ về ăn cơm luôn các bác. Nhà rau anh Xinh. Ừ, để đấy anh em mình nhặt luôn. Đây là rau bí đúng không? Rau bí là hái từ hôm. Hái trên nhà xuống à? Hái từ dưới lên. Hái dưới lên à, dưới nương đúng không? Ừ. Đấy, rau bí này các bác. Trên này nhà không thiếu rau nhá các bác. Toàn cây nhà lá vườn luôn. Đều ở trong cái chậu này à? Vâng. Vâng. Đấy. Chuyển vải hết rồi. Cái này hái từ hôm nào rồi anh? Hái từ hôm kia rồi. Hôm kia hái rồi à? Vâng. Cái này để ở trong này nó nóng ấy. Rau bí của bà con trồng ở trong nương ấy. Để đây tí nữa mình mang nước. À. Lá này có lá hơi vàng vàng. Hai hôn. Hai hôn. Ở trên nhà là vợ anh ở nhà. Vợ anh đi đám ma rồi. Hai anh em cũng vừa mới rửa bát xong các bác. Lấy tiếp xuống này để xem bà con đổ đường đến đâu rồi. Bởi anh em làm nhanh nhờ. Đấy, hết đống sỏi đây rồi các bác. Tiến độ nhanh như này thì tầm đến chiều thì sẽ làm thông đến cái chỗ bê tông bên kia rồi các bác. Đấy, đường cũng giải lên đến đây rồi. Đi lùi.
hết bữa rồi, anh em lại trôn tiếp. Thịt và dưa hấu cũng đã bày lên đây rồi các bác. Mình Linh đang múc mì tôm. Thôi mình chuẩn bị ăn cơm đây nhỉ các bác nhỉ. Cơm đâu rồi? Cơm đây à? Không giả. Không giả. Hôm nay mình ngồi xổm thôi. Đây thịt này các bác. Ngon đét luôn. Chấm tân thánh nhá. Đây, món trắng miệng. Đây là ngay trên cảnh rau ở cảnh mỏ nhân lò ở cảnh nồi mì này. Đấy, thôi chỉ vào đây ngồi ăn cơm thôi. Đấy, cho cái nồi mì luôn vào đây. Vào đây, xem có cái gì bìa chụp đấy. Ngồi hai bên có hai bát thịt mà. Đây lửa. Cho bát nước chấm. Đôi này không thích ngồi ghế à? Thích ngồi xổm cho dễ ăn thôi nhỉ? Người Mông lại thích ngồi xổm, thích ngồi ghế các bác. Vâng. Chứ em ăn là em thích xào các kiểu đâu. Thò bảo các chú múc thịt cho nhá. Ôi ăn cơm. Đấy anh Xính và mọi người ăn mạnh tay lên nhá. Đấy. Đấy, xin mời các bác ăn cơm cùng hai anh em. Đấy. Thịt này lưu thái hơi hơi qua tay hay quá đà các bác. Đây các bác. Đấy, mời các bác ăn cơm cùng hai anh em. Tôm. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.